Vâng, xin chào các bạn đã có mặt tại kênh của Cương. Mình là Cương Gỗ Hà Lam. Thì hôm nay Cương sẽ trả lời anh em một cái câu hỏi là gỗ cẩm hồng là gỗ gì? Gỗ cẩm hồng có tốt không ở Cương? Thì thực sự là Cương muốn chia sẻ anh em là như thế này nhá. Là gỗ cẩm hồng thì anh em lại dùng cái từ ngôn từ thôi. Cương phải khẳng định anh em dùng cái từ ngữ để cho dễ bán hàng thôi. Còn như Cương là chia sẻ luôn với anh em là gỗ cẩm hồng nó là lại một dòng gỗ tạp. Anh em chỉ đặt tên thế để cho dễ bán hàng nhá. Còn nếu mà anh em thực sự mà chơi về chất lượng thì Cương muốn chia sẻ anh em là anh em phải chơi gỗ cẩm vàng hoặc là gỗ cẩm keva hoặc là gỗ cẩm bunmiga hoặc là gỗ cẩm chắc. Đấy là những cái loại gỗ anh em lên tìm hiểu để rõ ràng chi tiết để anh em biết. Đó là những cái điều Cương muốn chia sẻ anh em vậy thôi. Còn nếu mà để mà chia sẻ gỗ về gỗ cẩm hồng thì ở trong xưởng nhà Cương là Cương không làm về gỗ cẩm hồng. Nhưng mà Cương biết là anh em làm, những anh em đang làm và một số anh em là điện đến nhờ Cương hỏi Cương là về cái gỗ cẩm hồng, chia sẻ hình ảnh các thứ về cho Cương, hỏi Cương đây là có phải gỗ cẩm hay không. Thực sự là anh em phải rõ ràng. Thì trong sở nhà Cương, trong cửa hàng nhà Cương hoặc là trong phòng trưng bày nhà Cương là Cương chỉ làm là gỗ cẩm xịn anh em nhá, hay còn gọi là gỗ cẩm lai Nam Phi đấy. Mà cụ thể trong video ngày hôm nay Cương sẽ chia sẻ anh em về chi tiết về cái bề mặt vân gỗ cẩm lai Nam Phi, cụ thể là gỗ cẩm keva anh em nhé. Ngay sau đây Cương sẽ quay cái bề mặt vân của gỗ cẩm keva anh em xem chi tiết hơn. Thì trước mặt anh em đây là một tấm gỗ cẩm keva. Cương muốn chia sẻ anh em là tấm này và dài vào 2m62, dày vào đi là 20 phân. Đấy, rộng vào đi là mặt trên là vào đi 1m9, mặt dưới vào 1m65. Thì cứ muốn chia sẻ anh em ở đây là chia sẻ về cái bề mặt vân anh em nhá. Anh em phải biết một điều là đây là tấm gỗ cẩm keva. Cương để đây là nó cũng rất là kỹ rồi, rất là lâu rồi mà nó không bị rú mặt đâu. Đây anh em nhìn này. Đấy. Anh em mà có bất kỳ cái câu hỏi gì ở đây thì anh em hãy comment cho Cương. Thì để Cương chia sẻ anh em biết rõ hơn, chi tiết hơn. Đấy. Tại sao mà gỗ cẩm xịn nó không bị co rúm mặt thì anh em biết rồi, về cái giá của nó rất là cao. Nó phải trên 100 triệu một nó phải trên 200 triệu một khối chứ còn không phải là như gỗ cẩm hồng đâu anh em nhé. Cẩm hồng là gỗ tạp. Cương nói luôn là gỗ tạp. Để anh em mình dễ làm việc, anh em phải xác định như thế. Còn anh em thích rẻ thì anh em cứ mua thôi. Đấy. Anh em xem nhá. Đây là tấm gỗ cẩm keva này. Vân nó như này cơ mà. Nhìn nó đanh như này cơ mà. Đấy, đây này. Anh em nhìn đây là một tấm gỗ. Đây cũng là cẩm keva này. Nhưng mà vân nó là vân thường thôi. Không phải là vân đặc sắc mới lên là giá của nó thì cũng rất bình thường. Còn nếu mà một tấm gỗ cẩm keva như cái loại này, Cương muốn chia sẻ nhá. Còn mặt dưới của tấm này nó rất là đẹp thì giá của nó là anh em phải biết. Thực sự anh em nào phải chơi cơ thì anh em mới tìm hiểu về giá của nó mới rõ được. Còn nếu anh em nào mà mới tìm hiểu thôi thì anh em sẽ không rõ đâu. Lọc ra cái giá thì nó cao, anh em lại bảo là sao cao thế. Nhưng mà thực sự là anh em nào mà chơi thì anh em sẽ rõ. Đó là chia sẻ của Cương. Còn nếu anh em nào mà thấy chia sẻ của Cương đây mà giúp ích được anh em điều gì, chưa rõ điều gì thì anh em hãy comment cho Cương để Cương chia sẻ anh em biết nhiều hơn. Nguyễn Văn Cương xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những chia sẻ là tiếp theo. Xin chào.